kim ai có hơn. Bắt đầu quẩy bot nha anh em. Cầm đá quang kim à? Vâng. Sơn đừng đánh em. Đang thấy được được mình lấy mấy nghìn ở trong ấy. Ôi giời, anh có còn mấy nghìn mà em xin với. Anh có bao nhiêu? Lên đây cho nó tĩnh, lên đây cho nó tĩnh. Kéo ông Bill kìa. Tôi chưa? Ừ, từ từ mở ít thôi, mở ít thôi, anh cứ chưa ấy được. Rồi còn chưa vào PT, mẹ còn đã ăn nước nổ véo chưa đâu. Khổ vãi rồi, mất mẹ 4 con, không sao. Ủa nụ ra. Từ đó nhé, từ thả cô để anh ấy đã hết cái đạn này. Thế nên cũng xong việc rồi. Bêu rồi. Không chưa? Thoải mái chưa? Rồi. Lúc từ từ để chia sẻ mình lên thế đấy. Mẹ lại vừa bán nhầm cái phôi này. Em thấy con chó nó giống như nó lồi xác gần nổi. Không nó thằng cái thằng mặt nồi san san nó đứng cổng Tây Sơn Thôn người khác rồi. Tây Sơn Thôn nào nó đứng đầu cổng Tây Sơn Thôn này. Mẹ nói nó cũng cứ ăn ấy. Mở đi. Ôi. Chưa ăn mày mở đi. Ủa đi bắt ổn mãi làn. Bộ một mở mở từ cửa từ. Bộ em bộ 41, set của em 41 anh ơi. Còn cái Long Tiên ôi trời ơi. Mày à mày cả 20 ạ. Đâu đâu ra Nhật, có gái có Nhật vui chưa? Dưới này. À đây thì 20 máu thật. Không ảnh cái bộ lấy kinh nghiệm cơ anh. Không ảnh cái kinh nghiệm, không phải bộ động sát đâu anh. Nhau làm gì? Tao đi trên mình mới đeo hồng ảnh cơ anh. Ui, mày ạ cái nhẫn này. Nghèo lội lực 140 luôn. Mày ạ cái bịp thật đấy. Mày ạ cái nhẫn này ngon nhỉ. Nhẫn này mà là làm 140 thì thơm nữa. Ôi rồi chết mẹ là quay luôn. Nếu em thấy anh ngẫn quan trọng, giờ em đi đi. Anh không trách em đâu thật tâm những gì tầm tháng yêu em. Với anh không hề hoang phí. Ngày vừa quen nhau, ai đã yêu anh trọn đời đến sau. Vậy giờ thương đau sao chỉ mỗi em đi vậy một lúc. Lực 130. Không em mới những năm tháng hai ta cùng nhau trốn đông, mơ sẽ không dài. Đêm nay phải xa cách dù. Người
khối hỏi hết dẹo được cái dây khán tất cả luôn ạ. Mấy? 13 hệ kim. Được. Áo phục hồi 40 ấy 2 để lại nhá. Đây còn thiếu rồi. 13 19 luôn này. Tinh lực 30 luôn, cậu quá. Được đấy anh em. Anh em nào mà chưa bấm like cho xin một like nha. Đây này vẫn cho con Colon đeo, Colon đang cần một cái dây đeo. Cứ từ từ thôi, em thấy anh bói trong em mới thả mà. Kèo còn sao rồi thế ơi. Chắc là thôi, kẹo ơi, chắc không đánh kèo từ đó đâu, kẹo ơi. 20 à? Thôi, được anh. Quên đấy, em bảo quên đấy Hoàng Hiển ạ, à. Em quên đấy. Sơn vừa bảo áo phục hồi 40 cái gì nhỉ em nhỉ? Áo phục hồi 40 hiện 2. Cứ để lại, vứt lại cho Bill. Hello tất cả anh em giúp em Trường bấm em Trường xin 1 like để em Trường lên đấy cái. Để em Trường lên lại cái đề xuất đấy. Lấy lại cái đề xuất mấy hôm trước em chơi ngu quá. Thật bố đề xuất. Con Huyền Giác đại sư thì ám quẻ thế. Anh em có bị che cái gì anh em báo lên cho em một câu nhá.
xem em như tất cả. Nhưng hôm nay anh mới nhận ra, đến bây giờ thì bên em cũng có ai. Có thêm một người sẽ thay anh lên ghế vai. Anh chẳng hiểu anh đã làm gì sai. Rời xa anh đưa ai cứ thương hại. Có phải trang bị trắng này thằng Sơn mày lại ngứa tay rồi. Anh Hâm mà em để thi công mà. Em còn sợ vào mẹ lích nhầm ấy, lích nhầm đánh cái mục nhân. Rồi nha, thả tiếp con mục nhân nha. Mới 41 điểm mà mẹ cái kèo cái nói ngon đến thế nữa. Tưởng như chậm lại tí nữa đúng quá. Anh em nào chưa bấm like thì cho làm ơn cho em thường xin một like để em thường lấy lại đề xuất của kênh nhé các anh nhé. Một lần nữa em cảm ơn tất cả anh em. Chúc anh em một buổi đêm xem live vui vẻ nha anh em. Ôi trời, quản lý lắm ạ. Áo thật. Đẹp luôn này. Em cũng muốn ép lắm mà khoai quá. Em được cái dây chuyền rồi anh Cường. À, 125 tỷ đấy ạ. Ôi dồi ôi mẹ mấy cái nỏ. Đây rồi, xin được 160 là có phôi rồi. Đây, em được cái đai lưng, được cái dây chuyền, được đai lưng bây giờ. Để bận quá xem rồi. Và nói chung là em đợt này em cũng ít đánh bóp. Hay đánh thì kiếm ít thôi. Cái này có dây chuyền 8 là mẹ mày kinh. Cái này cái dây chuyền 8 mà sinh khí 2 thắng hỏa 20 luôn là địt mì ạ. Một nhân nhé. Một nhân chết. Ừ, mẹ lại bắn đầm cho khôi sắp 100%. Đồ kìa.
xin em hãy nhớ đây tháng năm này mình đã có nhau như vậy. Lỡ sau này ta trông thấy nhau trên đường ngoài, cả cuộc đời này anh đấy, lại đi xuống cái thôi kiểu. Cuộc đời này anh không tha thứ cho bản thân mình vì đánh mất em. Một người đàn ông nhưng đang tan khóc như một đứa trẻ. Buồn phiền nào hơn khi anh chưa thấy mà. Ừ, một đại ngô ra muốn. Ui giời, bằng sát 99 điểm luôn, đậu má. Để anh phải trùy khỏi phải ép luôn anh em. Trùy được khỏi phải ép anh em. Được kéo con Nami rồi. Đồ kìa. Chạy đâu ấy? Ừ. Thả đi ơi nhà em tăng minh điện thoại. Phải bao tẩy 44 điểm thì sợ thật. Bao tẩy kinh dị. Bao tẩy kinh dị. Ừ.
39 điểm. 39 này có được làm phôi được không nhỉ? 39 hút phôi được không các thầy nhỉ? Đang thiếu phôi sát thương ấy. Cái này chắc để làm phôi, phôi hút. Thằng nào cũng đang phải kiếm phẩm chân chín mà. Anh em 71 anh em cho em xin một like để lấy lại đề xuất với các anh trai. Ừ đúng rồi, anh mạnh nhá, anh Mai mạnh nhắc em mới nhớ, em lấy phôi chuyển hóa nữa. Chắc em mới nhớ cái phôi chuyển hóa đậu ngón tay. Đấy, vừa nói chuyển hóa xong, khi nó chuyển hóa vẫn còn 10 phút anh nhé. 10 phút cái để yêu vẫn còn 10 phút đấy. Họp thì nó không phải lúc nào nó cũng ra đều đâu anh. Họp lúc nó cao nó thấp. Làm sao mà ra bù một phát ra đồ ngon được anh. Thế này gọi là lấy được 7 bot. Có con xịt, có con xịn, có con bót xịn, có con bót đẻo ấy. Bót xịn thì nó ra đồ ngon, bót đẻo nó ra đồ vui đẻo. Hoa kỹ năng muốn có một cấp anh ơi. Hoa kỹ năng muốn có một cấp. Làm chậm nhiều quá. Cô làm chậm vấn đề tại nhiều quá. Cái phôi phòng thủ lý giờ cần lắm đấy, cái phôi phòng thủ cần lắm anh. Còn thấy Yên đứng xét vô kìa thầy ơi. Trời, chỉnh lại ông Thúy Yên cho đứng sát sát vào. Mình cần cái phôi sát thương mà con mẹ nó ẩn lâu thế nhưng không hiện lên để cho mình hấp cái nhỉ. Hệ nào cũng thế thôi anh, hút chuyển hóa đâu có cần là phải đúng hệ đâu anh trai, cứ chuyển hóa là được, đâu có cần là phải là mộc mà kim là kim đâu, cứ chuyển hóa là được thôi anh trai. Nó không bắt buộc là mình phải hệ nào ép hệ đấy đâu anh. Thì giờ từ mẹ áo phôi hút lực lượng bất tiện mẹ bóng thích nhờ phôi lượng lực đầy, phôi lượng lực em nhiều lắm, có gì cũng được em đầy. Không quan trọng đá thôi, còn tạo được mà.
không ra quân võ lâm mật tịch hay tẩy thủy tinh nào là ăn ủi cả thành nhờ. Tinh thủy tổ nữa. Ẩn buộc đúng hệ thầy hiện thì họ à thế à, ù mẹ thế cái bịp nhờ. Thế thì để thế thì em lại phải giữ lại. Ui cái bao tay này cũng ngon này. Ủa thế thì em phải để lại để nó rồi. Ủa thế thì em xin lỗi Hiệp Bùi nhé. Lỗi em không, em chưa ép cái dòng đấy bao giờ, em cũng không có biết anh ạ. Em chưa ép cái dòng ẩn chuyển hóa bao giờ, em đâu có biết đâu. Em cũng nói phép, còn lại nó lại sai thì phải chấp nhận thôi. Thế để em tìm hệ khác em để lại vậy. Nói phép thì nói nhầm. Em chưa anh còn định anh. Chưa anh ơi. Em đang đánh kiếm phôi đây, em đang đánh kiếm phôi đây, phôi chưa có này. Em đang phải đánh này. Thịt miệng. Choáng dạ giờ lúc đầu server ra mấy cái này cần giờ đích cần giờ đích cần tạ à, vào vào em để đi em Hello anh Đình Gia nhá. Đấy chuyển hóa vừa nói xong chuyển hóa 2 điểm. Hai điểm em nghĩ là vất đi thôi. Hai điểm. Ít nhất chục điểm. Anh em nào mà vào bang ấy chạy ra cái chỗ em đánh boss ở ngoài này mà xin vào bang này. Alo. Em đang đánh boss ở ngoài Long Môn này chạy ra ngoài này mà xin vào bang này. Không, anh ấy lên chuyển rồi. Đã ông nào ao bang chưa? Chưa ao bang thì để em mà đánh bang rồi. Đang nhìn này. Tắt đánh người chạy nhảy. Tắt đánh người nhá. Tắt rồi bang, tắt rồi bang đánh gì anh. Ừ nhưng mà phải đứng xéo xéo cho nhá. Có tức mà bot anh chém bọn em được. Nhưng mà cứ để đến phút thứ 10 đã đứng ra góc đi, mỗi ông một góc đi. Ừ. Anh nào mà tí vào bang thì cứ chạy ra Long Môn trấn nha, em đánh bot xong thì thằng Sơn nó cho vào. Bây giờ đang đánh ở em lên phòng trên đỡ ổn đấy. Nhiều không Sơn? Nhiều, hơn 2 lít. Thả với tiến độ của anh thì nhiều. Thả tiến độ của anh nhiều. Thả 3 con đi cũng được. Like xem ấy hả? Mẹ like đi cọp hả? Ít anh ạ, ít người chơi Thiên Vương.
ấy là được con võ lâm bật tịch. Ừ, ngon nhờn. Ui giời ơi, quả dây mẹ à, phải chí mạng đấy nhỏ. Quả dây 20 thì có phải lục luôn, dây 6 điểm nữa. Ui, giờ đấy. Tiếp, đừng cười đi, cứ tập trung với. Mẹ à, 40 thì đẹp luôn. Trong quả đồ là 20 quả truyền hóa 12 cổ để thích chấm rồi ra. Quân vô lâm ấy mắc về đối không mắc cái nước mẹ đi. Mắt để làm clip mà. Em cũng không biết được cái bộ môn thiên vương này, em thật sự là em ngu lắm, em ngu về thiên vương lắm. Anh em hỏi em về thiên vương là chịu luôn á. Một tịt. Em hỏi em về đồ thiên vương, về thiên vương em một tịt luôn. Triệu hoán phù rồi còn gì anh? Con đến khổng tước kìa. Em đang cất triệu hoán phù rồi mà. Em lấy con mộc nhân làm phôi ấy, anh Lê Quốc Toàn. Em để là mộc nhân làm phôi ấy. Em biết, em đang để con mộc nhân làm phôi. Anh hiểu không? Làm phôi để nó đánh vào đấy. Để mở bot ra nó không bị ấy này. Anh hiểu cách đánh của em không? Lấy cái mẹ rồi vừa à, nhìn hai sợi dây chuyền được không? Ui, mạnh của đại lưng. Mở đi Sơn. Nó cứ tìm cái phôi sát thương mà nghe nó khó nhở. Tìm cái phôi sát thương mà nghe nó khó đấy nhở.
quả dây chắc được mấy năm, em nghĩ không được đâu. Quả dây đấy chắc còn lắm rồi mét. Nếu mà nó là thật 40 thì được ra đó. Có làm thật 20 thì còn khôi không, còn khôi mở không, còn một con chắc đủ không, do cái hệ thổ đang bao lâu mày nhỉ. Hỏi đi em, bao lâu không, một ngân đang bị chạy ra cô được cũng vẫn là một tịch nữa đậu. Em một cuốn nhờ, một cuốn một đâm một tịch nữa mình tròn thật đấy. Mình ké được một cuốn rồi. Tôi vẫn đổ một phát mấy món ngon liền nhờ Sơn nhờ. Mở để nhanh như kiểu nó bị dồn đồ ấy. Em khi anh nghĩ em phải đấm vào đấy. Đấm kiểu như mà anh cứ bật chắc để bói đi. Không giống kịp đâu. Bắt đầu rồi. Úp chưa đẩy ngân. Ồ, đẩy nó lâu thế. Cả bot đây, nhà tơ đây, nhà tơ đây. Còn 40 nhỉ nhỉ. Ừ. Đúng rồi, dao của tao kim mắt luôn, đỡ phải ép, đỡ phải đau đầu. Thank you.
thế mới bảo, em bảo rồi không có gì là dễ ăn cả. Cứ thấp nhanh là đã là giòn đâu. Một hàng mới tốc 30 băng sát ạ. À? Sao lại? Vâng ạ. Vì tốc 30 băng sát. Xem có bị hết cái gì không, đớp vào đây. Anh đoán rồi. Bị hết cái cuối nha. Đấy anh đoán rồi. Chúc mừng mày nha. Ơ mẹ à, mày không thể có đi với ba này đi bán à. Ôi thì đang thiếu. Anh em rảnh tay cho tôi xin. Ôi lại võ là một tịch nữa đấy. Cậu ba mày hôm nay nhiều võ là một tịch nữa. Quỷ lại dây chuyền nữa này. Dây chuyền gì ấy, thỏ à? Để ở kim. Bắn đầu 24. Chuyển này ngon phết anh em, nội lực 116 luôn ạ. Rồi đấy đấy. Để chứ còn gì nữa. Không ngoài nhá. Một tí bắn nhầm, mạnh à. Phụ nói tâm có sai, mà gái có công thì chồng không phụ, mà gái đã phụ thì chồng đi chơi. Người thích kiếm này. Ui, chưa có phui sống dòng mấy. Đây, sinh lực kiệt 3 đấy. Em biết mà, anh rất thật đấy. Điếng à? Mở đi mở. Bring it back.
Ui mày. Giờ rất thích bói dây chuyền đấy anh em. Mẹ đang cổ đang dây đỏ ấy. Bói dây chuyền đã thật đấy. Mè dây chuyền lổ một phát. Đại thắng tất cả cao ngon. Đang có thêm cái dây chuyền. Tiếp. Ui, chuyển hóa 2. Chuyển hóa 2 nhiều lúc. Bói hoàn phết đấy. Sáng người đất thôi nhỉ. Thôi bói nốt tên này đi, xong rồi em trả cho. Tháng thêm số 1 ở đầu nữa gì? Đau đầu luôn. Sinh lực cội lực đầu đang cao luôn. Sinh lực cội lực đang cao luôn. Bây giờ ấy, tiếc nuối gì vậy? Xong nhá. Không có gì. Nhặt nốt đồ rồi à? Để đi xin. Bé ơi! Xin cái gì nữa? Tìm có một nhân mồi sợ đéo kịp. Vãi rồi, có một nhân chạy mẹ. Tôi chạy vào mua cho một bình cứu tiểu lại. Có được tuyệt vụ mà. Hello. Có thằng Việt lên mạng bắt tập thành đồ sát PK10 bị bung về luôn rồi chán chết. Chào chị à. Anh bỏ PT của con Thúy Yên đi. Thế Mộc Nhân rồi chết mẹ rồi, xin đâu qua Mộc Nhân nữa rồi. Đánh đi cứ mở cái kia đi nữa. Cùi 31 điểm. Đam ấy, đam mặc định trước đi. Xong thả liên tục cho. Đấy.
quỳ 41-50 à. Mày Duy, mày còn cái ông Duy, mày còn có mộc nhân không? Mày về đây mày vất cho anh một con mộc nhân để mồi cái Duy ơi. Duy còn mộc nhân không? Mày vất anh cái mộc nhân nào. Tại phố phốt là một tịch lửa này rồi này. Con, đấy thấy chưa? Mày mở dồn phê lắm. Đây kìa, san kìa, san vất đây kìa, Sơn kìa. Vất đi. San mở luôn. Em cảm ơn anh san nhé, em cảm ơn anh san nhé. Tôi vẫn là bình tĩnh luôn, đéo thể kinh, tôi vẫn là bình tĩnh. Em đánh còn bao nhiêu cái Sơn? Còn 26, đánh đi. 26 á? Ờ, đánh đi, đánh đi. Ui, đánh đi. Mình cái chất không? Bỏ đi nhanh, mất cái đồ nhóm. Đáp. Ngày đánh boss đỏ nhất trong sự nghiệp, anh Nguyễn Nhiên nói đúng. Đánh boss đỏ nhất trong cuộc đời của em Trường. Em phải cảm giác nó lâng lâng ấy nhở. Cảm giác nó lâng vãi. Lại vẫn là một tịch nữa. Đậu má. Điên à. Đậu má. Lại vẫn là một tịch nữa anh em ơi. Điên mất. Em Trường điên mất thôi. Em sắp bị điên rồi anh em ơi. Em sắp bị điên rồi. Xu ở đâu mà ở đâu mà xuống anh. Không phải ai đánh nó cũng ra đâu anh. Tỏ thì nó ra, đen thì nó cũng là hết lệnh hết nha. Lệnh bài sạch sẽ nha. Hết lệnh bài rồi, làm clip tổng hợp cho các thầy xem. Mấy quyển đây? 5 quyển võ lâm à? Ủa, 5 quyển võ lâm chắc xem xin cái gì thôi. Tôi làm tổng hợp đi. Em xin phép em dừng clip tổng hợp đồ ở đây nhé. Bye bye anh em. À nhầm, clip đánh boss và tổng